Xin kính chào các bạn và các vị. Hiện nay mọi người thì đang phát cuồng về cái con Xperia Z4V. Chiếc máy đó thì là một phiên bản có màn hình 2K, chip Snapdragon 810 thì phải. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người đó chính là sản phẩm Xperia Z3V, không phải Z4V. Và tại sao thì mình sẽ chia sẻ mọi người ngay trong video này. Chiếc Z3V này cũng là một biến thể tương tự như là Z4V, tức nghĩa là nó dành cho nhà mạng Verizon. Sản phẩm này có thiết kế không giống với chiếc Z3 chúng ta thấy trên thị trường bản quốc tế. Bạn thấy là mặt trước của nó trông giống với Z2 hơn, với loa trên và dưới. Và ngoài ra các góc cạnh của nó rất là nam tính. Sản phẩm Z3V, phần khung của nó nhiều là nhựa hơn, không phải là kim loại giống như kiểu là con Z3 phiên bản quốc tế. Bạn thấy là toàn bộ phần màu trắng này đó chính là nhựa, thế nên nó bị đục. Và đây là máy cũ qua sử dụng, nhưng các bạn thấy đây là những cái đường vết nó đục, không còn trắng tinh khiết nữa. Bụi sẽ chui vào các cái cổng nơi chúng ta đặt khay cắm SIM, khay cắm thẻ nhớ mở rộng cũng như cổng sạc microSD. Thậm chí cả cái miếng bên dưới này mình mà cố cậy ra, nó là một cái miếng dán không hơn không kém, chứ nó không phải là một cái miếng gì đấy làm từ kim loại. Nói chung là Z3V thì thiết kế theo mình đánh giá là hoàn thiện, chất lượng nó không cao bằng so với Z3 bản quốc tế, trông đẹp và sang trọng hơn. Ngoài ra Z3V cũng dày và nặng hơn. Nhưng mà hiện tại thì Z3 chúng ta đã hết sự lựa chọn, thế nên Z3V hàng qua sử dụng là một sự lựa chọn tốt, đặc biệt là hàng cũ thì nó có mức giá rất là rẻ rồi. Phía sau còn lại các thông số nó giữ nguyên, đó là camera ống kính G chúng ta này, và người có đèn flash LED. Ở mặt trước chúng ta sẽ có hai loa trên và dưới. Màn hình nó vẫn là 5,2 inch, độ phân giải Full HD, sử dụng công nghệ tấm nền IPS. Cái cảm nhận của mình là màn hình này khá vàng, và nó chúng ta phải cân chỉnh bằng màu trắng thì mới giảm được cái mức độ ám vàng trên màn hình này. Nó chạy vì xử lý Snapdragon 801, 3GB, Android 4.4.4. Chiếc máy này là của nhà mạng Verizon, vì thế có quá nhiều các app rác các bạn có thể thấy ở đây. Đó, phần lớn các app này không xóa được khi mà mình bấm gỡ cài đặt. Các bạn thấy là không thể xóa được các app của nhà mạng như là Verizon, nó sẽ có các icon màu đỏ như thế này này. Đó, rồi rất nhiều nhà mạng và rất nhiều ứng dụng của Mỹ chúng ta hoàn toàn không thể xóa được. Vậy chiếc máy này thì có gì cần phải lưu tâm nữa? Ở bên cạnh trái chúng ta sẽ tìm thấy được khay cắm SIM và cũng như cổng sạc microSD. Ở phía bên cạnh phải là phím nguồn, tăng giảm âm lượng, phím chụp hình nhanh, và chúng ta sẽ có khay cắm thẻ nhớ mở rộng. Chiếc máy này thì hiện nay đã được nâng lên phiên bản Android 5.0, mình thì không nâng được. Cái này bắt buộc các bạn khi mua máy bảo cửa hàng họ sẽ nâng cấp cho. Bên Việt tablet khi mua sẽ được nâng cấp miễn phí luôn cho mọi người. Vậy tại sao mình không làm một Z4V? Đây là một thông tin mà đã được bàn tán đến hội Sony và rất nhiều anh em chia sẻ cho biết. Z4V không được bán ra tại Mỹ. Vâng, đây là một thông tin đảm bảo nhiều bạn khá sốc. Z4V chính xác ra ban đầu được giới thiệu, được giờ vớt và rất nhiều trang trên tay. Tuy nhiên về sau do bị ra hàng chậm và liên quan đến hàng hóa, lập tức là bên nhà mạng Verizon đã hủy kế hoạch bán Z4V ra cùng với Sony. Như vậy là Sony không bán ra Z4V thị trường Mỹ, và không hiểu sao Việt Nam ta có cái hàng qua sử dụng để bán. Có thể là hàng tồn kho, không biết họ lấy ra ở đâu có thể bán được chiếc Z4V như vậy. Nhưng mà theo thông tin các bạn ở trên diễn đàn, trên các cái group của Sony cho biết là do máy đấy không bán ra, thế nên nó sẽ không được hỗ trợ cập nhật lên phần mềm. Và nếu các bạn vô tình làm hỏng máy cũng không có khả năng cứu được, do nó không có công cụ chính thức hỗ trợ cứu cho cái sản phẩm Z4V. Và đây là bài trên tay chia sẻ các bạn về Z3V. Như vậy là mình đã nói mình không làm với chiếc Z4V vì sản phẩm đấy không sao mà có được. Và thông tin các bạn, mình sẽ cho link bên dưới các bài viết về cái việc là Z4V không được bán ra tại Mỹ như mà người ta mong đợi thời đầu. Các bạn có thể đừng quên like, share với bạn bè, truy cập website Viettablet để xem giá bán chi tiết của chiếc Z3V này. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.